Dạ, kính chào quý cô chú anh chị em. Thì hôm nay xin gửi đến quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo một căn nhà một trệt một lầu, nhà mới cất xong hoàn thiện thì chủ có nhu cầu bán. Thì diện tích của căn nhà là bề ngang 3, chiều dài 8m5 thì khoảng 25m2. Thì sử dụng một trệt một lầu là 50m2, pháp lý là sổ hồng thổ cư. Thì nhà này đang tọa lạc ở phường Tân An. Gần Bến Ninh Kiều. Thì đi vô bằng đường hẻm 24, đường Võ Thị Sáu. Quẹo vô thì cũng rất là gần. Còn nếu đi ra đường Nguyễn Trãi cũng rất là gần luôn. Thì cách đường Nguyễn Trãi đâu đó tầm chừng 60-70 mét là tới đường Nguyễn Trãi rồi. Ra hẻm 24 Võ Thị Sáu thì khoảng cũng 70-80 mét. Thì nhà thì ở dưới tầng trệt này thì một không gian phòng khách và không gian bếp, nhà vệ sinh. Đây quay về hướng hướng đông bắc. Cửa phía trước là cửa nhôm Sipha bốn cánh kiến cường lực. Trên là trần thì đã treo đèn chùm ha. Đèn cong cong. Thì mời quý cô chú anh chị em mình lên lầu xem trên lầu. Thì nhà này thiết kế là một trệt một lầu, thì hai phòng ngủ trên lầu và hai nhà vệ sinh, thì một nhà vệ sinh dưới tầng trệt và một nhà vệ sinh ở trên lầu. Thì đây là phòng ở phía trong, có mở cửa sổ đồ đầy đủ. Ở trên trần thì đóng là phòng shop ha. Đó, ở phía sau mình có mở cửa sổ phía sau, ở sau còn mấy tấc ở đằng sau nữa. Còn phía trước thì cũng có cửa sổ ở phía trước luôn, và hành lang phía trước và cửa hai cánh. Thì dòm ra ngoài đường Nguyễn Trãi thì nó chỉ cách một dãy nhà ở phía trước mặt mình là đi ra đường Nguyễn Trãi. Thì để mở cửa ra hành lang phía trước cho quý chú anh chị em xem ra phía trước. Đó, đường này hướng đây sẽ đi về đường Hoàng Văn Thụ. Ra đường Hoàng Văn Thụ bờ kè ha. Còn đó nhìn ra cây sao đó là ra đường Nguyễn Trãi. Đó, ngoài cây sao đó ha là đường Nguyễn Trãi. Thì cách chừng chừng nếu nhìn thẳng ra thì chừng 30-40 mét, nhưng phải đi vòng là thành ra 70-80 mét. Đi đường ra Nguyễn Trãi thì đường có ngay cái chỗ đầu ngã ba đi lại thì nó hơi có hẹp chút xíu đó. Còn nếu đi đường Võ Thị Sáu thì nó rộng hơn nha, lầu 2,5 mét trước cửa nhà. Thì để đi trở xuống lại sẽ quay cái con đường đi ra phía đường Nguyễn Trãi cho quý cô chú anh chị em mình xem luôn ha. Cầu thang đi lên thì gắn đá Zenith. Thì nếu nhà mình căn nhà này quý cô chú anh chị em nào có con em đi học ha, làm tại trung tâm ha, là vợ chồng mới ra riêng thì mình xem tham khảo căn này ha. Giá dao động căn nhà này chỉ có 1 tỷ 7 là sở hữu ngay. Giá thì còn thương lượng nhẹ nha. Đó, phía mặt trước của căn nhà thì từ vị trí nhà chạy lại nhìn thấy cái nhà ngang trước đó là cái ngã ba. Quẹo phải thì ra đường Võ Thị Sáu, đường cũng 2,5 mét. Còn quẹo phải trái thì ra đường Nguyễn Trãi ha, trung tâm thành phố Cần Thơ. Cách Bến Ninh Kiều đâu đó tầm khoảng chừng chừng 600-700 mét là tới Bến Ninh Kiều rồi. Đây quẹo ra đây nó qua cái cua này thì đường rất là rộng luôn, đường này khúc này là 2,5 mét luôn á. Quẹo cua ngang cái thấy đường Nguyễn Trãi liền. Nó hơi tặng hắn hoài. Đây là tới đường Nguyễn Trãi, thì nếu quẹo trái thì ra đường Cách Mạng tháng 8, quẹo phải thì xuống Bến Kiều ha, lại dòng xây Bùng Binh của Đại lộ Hòa Bình. Kế bên dòng xây luôn của Đại lộ Hòa Bình với Nguyễn Trãi giáp nhau. Thì để chạy dài dài cho quý cô chú anh chị mình xem luôn. Nó chạy thẳng lại đó là cái dòng xây Đại lộ Hòa Bình với Nguyễn Trãi giáp nhau ha. Còn quẹo vô đây thì đường Võ Thị Sáu, thì chọn cái đầu hẻm Võ Thị Sáu vô cái nhà nè, để quẹo vô đây thử cho quý cô chú anh chị mình xem cái đầu hẻm luôn.
ra đường Võ Thị Sáu thì đi thẳng là xuống bến Ninh Kiều nha. Đó, chỗ xe đó chạy ra chạy vô thì là đường hẻm 24 ha. Đây, cái hẻm này thì đi vô hẻm này thì nó khúc này 4 mét. Đó, đầu hẻm 24 là đi vô là xe ô tô vô được luôn. Còn đi thẳng ra đây là ngay dòng xây của đại lộ Hòa Bình luôn ha. Đó, thì để chạy vòng vòng cho quý cô chú anh chị em mình xem luôn. Cảm ơn quý cô chú anh chị em thì số điện thoại 0396 40 00 40 sẽ dẫn quý cô chú anh chị em đi coi nhà, khi vừa ý thì gặp chủ mình thương lượng mua bán ha. Xin cảm ơn rất nhiều. Chạy một đoạn cho ra đại lộ Hòa Bình cho quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo. Đây là tới đại lộ Hòa Bình ha. Đó. Dòng xây đi thẳng xuống là bến Ninh Kiều luôn đó. Nó chạy thẳng xuống đó là bến Ninh Kiều. Rồi chỉ có vài chục mét nữa là tới bến Ninh Kiều à. Đây dòng sông dòng xây đại lộ Hòa Bình ha.